À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải nghe về danh. Cô chào tất cả các con. Chào mừng các con đã đến với môn học tiếng Việt lớp 2, tập 1, bộ sách Cánh Diều, bài 6, Em yêu trường em, tập đọc Sân trường em. Các con thân mến, trong tuần này, các con sẽ được làm quen với chủ điểm Em yêu trường em. Đây là chủ điểm nói về tình cảm yêu quý mái trường của học sinh. Mở đầu chủ điểm, cô mời các con cùng tham gia trò chơi giải ô chữ. Đây là một trò chơi vô cùng thú vị. Bây giờ, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau bước vào phần chia sẻ để tham gia trò chơi nhé. Chọn từ ngữ thích hợp với mỗi dòng theo gợi ý dưới đây. Mỗi ô trống ứng với một chữ cái. Các con quan sát đây là các ô chữ. Có 9 dòng. Ở các dòng 1, dòng 2, dòng 5, dòng 6 đã có các từ ngữ. Cô ví dụ ở dòng 1. Có câu đố. Mùa bắt đầu năm học gồm 6 chữ cái. Bắt đầu bằng chữ M. Đây là câu đố cho dòng 1. Đáp án của câu đố này là từ mùa thu. Ở trong bài đã ghi sẵn từ mùa thu vào dòng 1. Các con quan sát. Từ mùa thu được ghi vào ô trống ở dòng 1 theo hàng ngang. Mỗi ô trống ghi một chữ cái. Đây đều là những chữ cái in hoa. Tương tự, các con nhìn thấy ở dòng 2 có từ bài hát. Dòng 5 có từ sân trường. Dòng 6 có từ thư viện. Vậy các dòng còn lại, dòng 3, dòng 4, dòng 7, dòng 8, dòng 9 là những từ ngữ nào? À, để biết được thì đầu tiên các con hãy đọc các gợi ý này. Sau đó phán đoán từ ngữ, ghi từ ngữ vào các ô trống theo hàng ngang. Nhớ mỗi ô ghi một chữ cái. Số chữ cái phải khớp với các ô. Sau khi điền thêm 5 từ vào 5 dòng ngang, các con hãy đọc từ mới xuất hiện ở cột ô màu xanh đậm nhé. Cô trò chúng mình cùng bắt đầu tham gia trò chơi thôi nào. Dòng 3. Dùng bút, phấn hoặc vật khác tạo thành chữ. Gợi ý, từ này gồm 4 chữ cái, bắt đầu bằng chữ V. Đố con biết đó là từ nào? À, đúng rồi, đó là từ viết. Dòng 4. Nơi em đến học hàng ngày. Từ này gồm 9 chữ cái, bắt đầu bằng chữ tờ. Chính xác, đó là từ trường học. Dòng 7. Tên một hoạt động đầu tuần của nhà trường. Gồm 6 chữ cái, bắt đầu bằng chữ cờ. Hoàn toàn chính xác, đó là hoạt động trao cờ. Chúng ta điền được từ trao cờ vào dòng thứ 7. Dòng 8. Buổi lễ bắt đầu năm học mới. Từ này gồm 9 chữ cái, bắt đầu bằng chữ ca. Chính xác, đó là từ khai giảng. Dòng 9. Người phụ nữ làm nghề dạy học, đó là ai?
Từ này gồm 6 chữ cái, bắt đầu bằng chữ cờ. Chúc mừng con! Chính xác, đó là từ cô giáo. Cô trò chúng mình đã giải được các ô chữ ở dòng 1, dòng 2, dòng 3, dòng 4, dòng 5, dòng 6, dòng 7, dòng 8 và dòng 9. Bây giờ, con hãy đọc từ mới xuất hiện ở cột dọc tô màu xanh đậm nhé. Đó là từ nào nhỉ? Con hãy nhìn thật kỹ. Chính xác, đó là từ mái trường. Các con ạ, tuần này các con sẽ được đọc những bài thơ, những câu chuyện nói về tình cảm và trách nhiệm của học sinh với mái trường. Các con cũng sẽ tập kể lại câu chuyện đã đọc và viết về ngôi trường mà các con mơ ước. Bây giờ, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần luyện đọc các con nhé. Các con thân mến! Hôm nay, cô trò chúng mình sẽ cùng tìm hiểu một bài tập đọc. Bài tập đọc mang tên Sân Trường Em. Trước khi lắng nghe cô đọc mẫu, các con hãy quan sát lên màn hình và cho cô biết con nhìn thấy bức tranh vẽ gì nào. À, đúng rồi. Trong tranh, chúng mình nhìn thấy sân trường vắng lặng, không một bóng người. Đây là không gian sân trường vào ngày hè. Trên sân, cây cối tỏa bóng mát. Các con ạ, sân trường là nơi gắn bó rất nhiều kỷ niệm tuổi thơ đi học của mỗi học sinh chúng mình. Bài thơ Sân Trường Em nói về cảm nhận của một bạn học sinh về sân trường trong những ngày hè và tưởng tượng sự thay đổi trong ngày tự trường. Bây giờ, các con hãy lắng nghe cô đọc mẫu bài tập đọc Sân Trường Em và đọc thầm theo cô nhé. Sân Trường Em. Trong lớp, chiếc bảng đen đang mơ về phấn trắng. Chỉ có tiếng lá cây thì thầm cùng bóng nắng. Nhưng chỉ sớm mai thôi, ngày tự trường sẽ đến. Sân trường lại ngập tràn những niềm vui xao xuyến. Gặp thầy cô quý mến, gặp bạn bè thân yêu. Có bao nhiêu là những điều muốn nói. Tiếng trống trường mời gọi, thầy cô đang mong chờ. Chúng em vào lớp mới, sân trường thành trang thơ. À, các con vừa lắng nghe cô đọc mẫu một bài tập đọc rất hay của nhà thơ Bùi Hoàng Tám. Các con hãy cho cô biết bài tập đọc Sân Trường Em được chia thành mấy khổ thơ? À, đúng rồi, bài tập đọc được chia thành 4 khổ thơ. Khổ thơ thứ nhất. Từ câu thơ Trong lớp, chiếc bảng đen đến câu thơ Thì thầm cùng bóng nắng. Khổ thơ thứ hai. Từ câu thơ Nhưng chỉ sớm mai thôi đến câu thơ Những niềm vui xao xuyến. Khổ thơ thứ ba. Từ câu thơ Gặp thầy cô quý mến đến câu thơ là những điều muốn nói. Khổ thơ thứ tư là khổ thơ còn lại, từ câu thơ tiếng trống trường mời gọi đến câu thơ sân trường thành trang thơ. Các con chú ý, đây là thể thơ 5 chữ. Mỗi dòng có 5 chữ và mỗi khổ thơ có 4 câu thơ. Trong bài có một số từ ngữ khó đọc, dễ phát âm nhầm. Cô đã dùng các dấu gạch để gạch chân dưới những từ đó.
Các con hãy lắng nghe cô đọc và đọc theo cô nhé. Phấn trắng. Phấn trắng. Thì thầm. Thì thầm. Bóng nắng. Bóng nắng. Tự trường. Tự trường. Ngập tràn. Ngập tràn. Sao xuyến. Sao xuyến. Quý mến. Quý mến. Tiếng trống trường. Tiếng trống trường. Các con thân mến, để đọc tốt được một bài tập đọc thì việc ngắt nghỉ đúng rất quan trọng phải không nào? Trong bài thơ, cô đã dùng các dấu gạch xiên để ngăn cách giữa các câu thơ. Cuối mỗi dòng thơ, cuối mỗi khổ thơ, giúp các con có thể nghỉ hơi đúng và đọc hay. Bây giờ, các con hãy lắng nghe cô đọc và đọc theo cô nhé. Sân trường em. Trong lớp, chiếc bảng đen đang mơ về phấn trắng. Chỉ có tiếng lá cây thì thầm cùng bóng nắng. Nhưng chỉ sớm mai thôi, ngày tự trường sẽ đến. Sân trường lại ngập tràn những niềm vui xao xuyến. Gặp thầy cô quý mến, gặp bạn bè thân yêu. Có bao nhiêu là những điều muốn nói. Tiếng trống trường mời gọi, thầy cô đang mong chờ. Chúng em vào lớp mới, sân trường thành trang thơ. Bùi Hoàng Tám. Bây giờ, các con hãy đọc lại bài tập đọc Sân trường em một lần nữa nhé. Các con thân mến, trong bài tập đọc có một số từ ngữ mà cô trò chúng mình cần giải nghĩa. Từ đầu tiên, đó là từ tự trường. Từ ngữ này chắc hẳn các con đã thấy rất quen thuộc phải không nào? Theo các con, tự trường có nghĩa là gì nhỉ? À, đúng rồi, tự trường có nghĩa là học sinh tập trung đến trường ngày đầu tiên. Xao xuyến. Xao xuyến có nghĩa là xúc động, bồi hồi. Để tìm hiểu kỹ hơn bài tập đọc ngày hôm nay, thì bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần đọc hiểu các con nhé. Câu 1. Những chi tiết nào tả sân trường, lớp học vắng lặng trong những ngày hè? À, để trả lời được câu hỏi này thì các con hãy đọc lại đoạn 1 nhé. Trong lớp, chiếc bảng đen đang mơ về phấn trắng. Chỉ có tiếng lá cây thì thầm cùng bóng nắng. À, sau khi đọc xong đoạn 1 thì chúng ta thấy những chi tiết tả sân trường lớp học vắng lặng trong những ngày hè. Đó là trong lớp, chiếc bảng đen thì mơ về phấn trắng. Chỉ nghe thấy tiếng lá cây thì thầm cùng bóng nắng. Như vậy, trong những ngày hè, những bạn học sinh được nghỉ hè, sân trường, lớp học đều vắng lặng.
Câu 2. Bạn học sinh tưởng tượng sân trường sẽ đổi khác như thế nào trong ngày tự trường? Để trả lời được câu hỏi này, thì các con hãy đọc lại đoạn 2, đoạn 3 trong bài nhé. Nhưng chỉ sớm mai thôi, ngày tự trường sẽ đến. Sân trường lại ngập tràn những niềm vui xao xuyến. Gặp thầy cô quý mến, gặp bạn bè thân yêu. Có bao nhiêu là những điều muốn nói. Như vậy, sau khi đọc xong khổ thơ thứ hai và khổ thơ thứ ba, chúng ta thấy ngày tự trường, sân trường sẽ tràn ngập những niềm vui xao xuyến. Tiếng nói, tiếng cười của các bạn học sinh khi gặp lại thầy cô, bạn bè, khi có biết bao điều muốn nói với thầy cô, bạn bè. Đây là những điều mà bạn học sinh trong bài thơ tưởng tượng sân trường sẽ thay đổi khi ngày tự trường đến. Câu 3. Những ai, những gì đang mời gọi, mong chờ bạn học sinh bước vào năm học mới? Để trả lời được câu hỏi này, thì các con hãy đọc lại đoạn cuối cùng trong bài nhé. Tiếng trống trường mời gọi, thầy cô đang mong chờ. Chúng em vào lớp mới, sân trường thành trang thơ. Như vậy, sau khi đọc xong đoạn cuối cùng trong bài thơ, chúng ta thấy được tiếng trống trường mời gọi, thầy cô mong chờ các bạn học sinh bước vào năm học mới. Các con vừa tìm hiểu bài tập đọc Sân trường em. Các con hãy cho cô biết bài thơ nói lên điều gì nào? Đúng rồi. Chúng ta thấy bài thơ là suy nghĩ, cảm nhận của bạn học sinh về sân trường vắng lặng trong những ngày hè. Ngập tràn niềm vui khi ngày tự trường đến. Qua đó, nói lên tình cảm yêu mến của bạn học sinh với sân trường và mái trường của mình. Các con có vui khi ngày tự trường đến không? Chắc hẳn sau một thời gian dài nghỉ hè, các con rất mong chờ ngày tự trường để gặp lại thầy cô và bạn bè phải không nào? Vậy các con hãy cố gắng học tập tốt để xứng đáng với mái trường mà mình đang học nhé. Bây giờ, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau bước vào phần luyện tập các con nhé. Bài 1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi ai và bộ phận câu trả lời cho câu hỏi làm gì trong câu chúng em học bài mới. Trong câu chúng em học bài mới, bộ phận trả lời cho câu hỏi ai, đó là từ chúng em. Bộ phận trả lời cho câu hỏi làm gì, đó là cụm từ học bài mới. Tương tự, các con cũng có thể xác định bộ phận trả lời cho câu hỏi ai và bộ phận cho câu trả lời làm gì trong những câu khác. Còn lưu ý, trong một câu, bộ phận trả lời cho câu hỏi ai thường là những từ chỉ người, đồ vật, con vật, cây cối, hiện tượng. Còn bộ phận trả lời cho câu hỏi làm gì là những bộ phận có chứa từ ngữ chỉ hoạt động. Các con nhớ nhé! Bài 2. Đặt một câu nói về hoạt động của em trên sân trường trong ngày tự trường. Ngày tự trường là một ngày rất vui. Trải qua một thời gian nghỉ hè, các con lại được gặp thầy, gặp bạn, gặp lại mái trường thân yêu. Chính vì thế, có rất nhiều hoạt động của con trên sân trường trong ngày tự trường. Con có thể trò chuyện với các bạn cùng lớp. Con có thể nô đùa trên sân trường với các bạn, hoặc con có thể xếp hàng vào lớp học.
Khi gặp thầy cô giáo trên sân trường, con có thể chào thầy cô giáo. Ví dụ, cô hướng dẫn chúng mình đặt một câu về hoạt động của các con trên sân trường trong ngày tự trường. Câu em trò chuyện với các bạn. Trong đó, từ em trả lời cho câu hỏi ai? Bộ phận trò chuyện với các bạn trả lời cho câu hỏi làm gì? Tương tự, các con hãy đặt những câu khác nói về hoạt động của mình trên sân trường trong ngày tự trường nhé. Các con hãy sử dụng mẫu câu ai làm gì để nói về những hoạt động đó. Các con học sinh thân mến, cô trò chúng mình vừa tìm hiểu bài tập đọc Sân trường em. Qua bài học, các con đã hiểu được nội dung bài học, đó là cảm nhận của bạn học sinh về sân trường, lớp học vắng lặng trong những ngày hè, và những tưởng tượng niềm vui ngập tràn khi ngày tự trường đến. Qua đó, nói lên tình cảm yêu mến của bạn học sinh với mái trường. Qua bài học, cô cũng đã dạy các con tìm được bộ phận câu trả lời cho câu hỏi ai, bộ phận câu trả lời cho câu hỏi làm gì trong câu ai làm gì, đặt được câu nói về hoạt động của học sinh trên sân trường ngày tự trường. Về nhà, các con hãy luyện đọc lại bài tập đọc Sân trường em cho ông, bà, bố, mẹ cùng nghe nhé. Cô chúc các con đọc tốt. Cô chào tất cả các con. Hẹn gặp lại các con ở trong những bài học tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.